Ayo, xin chào các bạn, mình là Denvo. Bố em hút rất nhiều thuốc, mẹ em khóc mắt lệ nhòa. Bố anh thì đi lại, còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà. Nhiều ngày rồi mình không về, không liên lạc được gì cả. Cái tên Đen là chị hàng xóm, ngày xưa ba mẹ đi làm thì chị hay bế. Chị gọi là Đen, ngày xưa Đen lắm. Sống trong thị trấn mà suốt ngày trẻ con suốt ngày đi phơi nắng này nọ thì Đen xì. Còn Vâu là chắc là do hàm răng có vấn đề khi mà kề. Đấy. Thì mấy người bạn trong đấy nhạc hay gọi là Vâu. Thế từ đấy định hình luôn cái tên nghệ danh Đen Vâu. Em cứ vào mà không cần gõ cửa. Tình nắng muội tàn. Mọi người đã biết là Đen sinh ra Đồng Nai nhưng bây giờ lại sống ở Quảng Ninh. Nhưng mà quê gốc của Đen ở đâu mọi người biết không? Quê gốc của Đen là một làng quê rất là nổi tiếng về nhãn lồng, đó là Hưng Yên, thôn Vân Hà, xã Bát Sơn, tỉnh Hưng Yên. Món ăn á, trứng, mình có thể ăn trứng quanh năm được. Trứng chiên, trứng kho, trứng luộc, trứng hấp, ăn trứng quanh năm được. Câu cửa miệng trong âm nhạc thì là dìa dìa. Câu cửa miệng ngoài đời thì là tục lắm. Chẳng có dùng ý gì cả, chỉ đơn giản là vì nó hay quá. Tại vì mình làm nhạc cho mình nghe trước mà. Mình thích nghe thì mình để vào nó, cũng chẳng có dụng ý gì cả. Cái bài ta kết cùng nhau cũng là một cái duyên. Cái bản guitar đấy nó có cách đây 7-8 năm rồi. Cái anh đánh guitar đấy tặng người yêu của mình, cũng trên một bãi biển luôn. Đen tình cờ, lúc đấy đang loay hoay tìm cờ tìm beat cho cái bài nhạc này thì đấy, xuất trên mạng tự nhiên nghe ra. Thế là liên hệ với tác giả. Okay. Lúc đầu anh tác giả cũng phân vân lắm bởi vì là nó là một cái kỷ niệm đẹp riêng của anh ấy. Nhưng mà về sau thì anh ấy đã đồng ý. Tiếng guitar đấy có khi là hay nhất bài ấy nhỉ. Anh chưa bao giờ được dạy về cách để trở nên rất giàu. Thế nên yên tâm một điều là mình nghĩ may mắn cho mình một điều là tâm hồn mình được định hình từ những ngày còn thơ bé. Khi mà những lần đầu tiếp xúc với sách của chú Nguyễn Nhật Ánh, những cái câu chuyện về thời học trò và những mối tình học trò của đó nó định hình mình rất là nhiều. Nó mơ mộng nữa, nó cũng khiến mình mơ mộng từ ngày bé. Nên mình đem tất cả những cái cảm xúc từ năm tháng này qua năm tháng kia mình đưa vào âm nhạc. Nhắc đến đầu tiên phải là cô gái đến từ hôm qua. Trời ơi, đó, những cái nàng thơ trong văn học á, nó mang đến cho Đen cảm hứng rất là nhiều. Cái câu mà Đen nhớ nhất trong cuốn đấy đó là: con trai càng lớn càng ngu, con gái càng lớn càng khôn. Đó. Ngày lang thang trong cơn mưa không vest, tông không cà vạt, không nhiều than thở dấu mình. Cũng một đáng nhớ nhất trong âm nhạc đó là khi mà Đen viết được bài Ngày lang thang, cũng là đánh dấu hành trình đầu tiên của Đen. Đó là khi mà xách xe lên và cùng với mấy anh em chạy lên Hà Giang. Nó thay đổi cả quan niệm sống, cả cách mà Đen cảm nhận được cuộc sống xung quanh mình. Ngày lang thang nó mở ra cho Đen một cái hướng viết mới trong âm nhạc, mở ra một cánh cửa mới trong tâm hồn mình nữa. Đầu óc mình nghĩ thoáng hơn thì mình sẽ nhìn cuộc đời rộng rãi hơn, nhìn được những thứ nó đẹp mà từ trước giờ mình không thấy nó đẹp. Em có thể giúp anh không cho anh một ngày khác lạ, đi đâu xa xôi cho mát lòng mát dạ. Giờ mà đi qua thì đi nhiều tình lắm rồi, nhưng mà có nơi thì ở lại lâu, có nơi thì ở lại nhanh chóng, hoặc là có nơi chỉ là đi qua thôi. Cũng khá là nhiều tình ấy, chỉ có khu Tây Nguyên và miền Tây là mình chưa đi được nhiều. Còn miền Bắc thì hầu như đã, miền Bắc, miền Trung thì hầu như mình đã đi gần hết rồi. Anh làm nhạc không phải để cho ai vui cả, mà không phải ngại để chứng để cho ai. Đây, nghe nhạc thay cảm xúc. Lúc mà chơi vơi, không muốn nghĩ gì nhiều thì nghe nhạc của Trịnh Công Sơn. Lúc mà muốn có một tí sức lực thì nghe cái bài mà mình nghĩ tới đầu tiên là bài The Night của Avicii. Thư thả thì nghe nhạc Làn Sóng Xanh ngày xưa, những năm 90 á. Nghe nhạc Đan Trường, Cẩm Ly, Lý Hải. Muốn bất cần một xíu thì nghe những bài nhạc của Âu Mỹ, những rapper chất gangster. Ta thương em hơn là thương mình, cuộc tình ta thơm như là hương quỳnh. Quỳnh Hương là một bài nhạc ngẫu hứng cùng với JJ Kid, là một người bạn thân cả trong âm nhạc của Đen. Ý tưởng đến thì cũng bất ngờ thôi, một ngày tìm được một cái beat hay và mấy anh em cắm đầu lại viết và hát ngêu ngao. Thực ra cũng Đen cũng rất muốn là mang cái nhạc xưa vào trong các tác phẩm của mình, nhưng mà đó là một điều rất là khó bởi vì các nghệ sĩ ngày xưa, tác giả lớn, họ viết quá hay rồi. Mình không thể đủ trải nghiệm để mình mang thêm được cái gì vào trong bài nhạc nữa. Ví dụ như đơn giản như là bài Giấc Mơ Chappie, Đen đã đặt làm cái beat đấy cách đây 5 năm rồi mà bây giờ ông chưa viết được gì luôn. Bởi vì mỗi câu, mỗi từ của những người nghệ sĩ tài năng, các bậc cha chú, họ viết quá hay rồi, mình không thể nào thêm được một cái gì vào nữa. Em cũng muốn làm lắm nhưng mà khó, thực sự là khó. Ôi, đã từng nghĩ rất là nhiều. Mình rất muốn làm cái gì đó mà càng đưa được nhiều tiếng Việt Nam vào trong bài nhạc là càng tốt. Ví dụ bài, một version của bài Đi Thăm Bóng Mặt Trời có tiếng
tiếng sáo. Rảnh kể cho đám trẻ những điều anh đã trải qua, không phải để họ ngưỡng mộ hay là để họ ngợi ca, chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Mình rất muốn được đưa những cái chất liệu Việt Nam vào trong bài nhạc, nhưng mà khó. Đã có rất nhiều nghệ sĩ lớn khác, người ta luôn muốn mang tiếng Việt Nam vào trong bài nhạc rồi, khó lắm. Mình cảm thấy mình vẫn chưa đủ tầm, cái mình đang làm bây giờ mới chỉ là góp nhặt thôi, mới chỉ là chắp vá nó vào thôi. Với hợp một ngày mình có đủ cảm hứng để có thể đưa nó vào một cách hay ho nhất. Trời ơi, mình không thể hát được đâu, nếu mà hát được thì mình đã hát rồi. Tại vì có một số, rất nhiều bài của Đen viết nhưng mà không hát được, phải đưa cho những người bạn hát giúp. Nhưng mà mình nhớ câu đầu, ai chắc là nhiều người sẽ nhớ thôi. Từ là từ phú tướng, bảo kim sắc phong lên đàn. Đừng chê nha, mình chỉ thuộc như thế thôi. Nhưng mà hôm nọ, có đợt lâu lâu nghe cô Ngọc Dầu hát trên TV mà ứa nước mắt, hay quá. Không mong làm cây cao, sống đời sống cô độc, mất cả đời để vươn lên và rồi. Quá nhiều cái tên mà mình muốn kết hợp mà mình không muốn kể ra, thực sự luôn. Chắc là sợ nói trước bước không qua. Mình mong muốn có những cái duyên với nhau, mà quả thực là mình đã có những cái duyên. Có những người mà mình mới chỉ định nghĩ ở trong đầu thôi, là chúng ta sẽ hy vọng một ngày mình sẽ được kết hợp với họ. Và vì chuyện này chuyện kia duyên đến, thì mình thực sự đã được làm việc với cùng họ. Mình không muốn nói ra sợ mất hay. Sắp tới thì mình cũng có một sự kết hợp rất là đặc biệt lắm luôn, đặc biệt đến mức mà mình chảy nước mắt, mau nước mắt giống mẹ. Thực sự là mình không thể nào nghĩ là có một ngày mình được làm việc cùng với chị ấy, anh ấy và chị ấy. Mọi người đón xem nha. Yeah, một đoạn cho bài lộn xộn đi. Chẳng có gì đáng tự hào khi có những ngày để cực khổ, nhưng nước mày uống còn không nhiều bằng mồ hôi tao từng đổ. Tao là thằng con lớn, ông bà già tao ai lo. Đã có những ngày ăn bữa hôm nay chỉ mong ngày mai no. Ai thì cũng như ai, muốn có tiền nhà và xe, đêm nằm thật yên giấc không muốn có phiền hà mà khe. Ai thì cũng như ai thôi, bằng cách này hoặc cách khác. Và tao thay đổi cuộc đời của tao bằng cách rap. Viết một bài nhạc mình như đi cày trong chưa hè tháng 6. Chất xám tao đưa vào đó thật ra không khác gì bán máu. Mày không thể nào đem đơn vị bình thường ra đo đạt. Âm nhạc của tao giàu có không khác gì vàng trong kho bạc. Đừng phán xét tao khi đời của tao sẽ chẳng ai sống cho. Mấy thằng thùng rỗng thì thường hay cho mình là cái trống to. Nhiều thằng đi bằng hai chân nhưng mà thực ra là giống bò. Cái chất của tao không thể nhầm lẫn dù cho tao hóa thành đống cho. Yeah. Đã có những ngày sống trong mong chờ khắc khoải, buồn ngắt ngoải nhưng chắc phải đành gác lại. Ayo, hy vọng là những chia sẻ của Đen ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn hiểu được một phần nào đó về Đen. Và hãy cập nhật những tin tức mới nhất về Đen ở Billboard Việt Nam nha. Yeah.